Gò Vấp nè. Để ở bên Gò Vấp nè, anh qua địa chỉ đi. Ở từ từ á, ủa sao em biết được mua cúp ở đâu mà em mua kiếm? Không biết nữa. Trời bé vậy, ghê luôn á. Đi đâu vô đi, ngó chứ gì vậy? Đang xem xe, đang xem xe. Rồi các bạn, đây là anh mình đôi lời giới thiệu nha. Bên mình là xe máy An Nhiên. Hôm nay được trường giới thiệu cho một bé chung công ty qua để mua xe cúp của mình. Thì đây là con xe cúp mình đang bán ở trên chợ nè. Thì hôm nay trường dắt bạn ấy qua để mua xe, rồi bạn có xe đi. Đó, đây, nhân nó kiếm xe trên chợ xe. Đúng rồi. Đây, giới thiệu mọi người chiếc xe cúp. Xe này là xe cúp 78. Xe này cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. Ngoài cổ. Được. Mình bỏ hai cái yên này đi. Xong rồi gắn một cái yên dài ra. Là nó về cái yên ngày xưa như của đê đê á. Mình ngồi ví dụ có bồ có yêu thương rồi ôm nhau cho nó khít hiểu không? Ừ đó. Để yên liền chủ yếu là được vậy thôi. Vậy thôi. Rồi bạn chạy thử không? Để chạy thử. Rồi chạy thử nhá. Cái xe 78 này thì bộ số của nó là 1 lùi nhá. 3 tới. Ủa y chang xe côn sao đâu. Không phải côn. Xe côn là 1 tới, 3 lùi. Còn 78 riêng đặc biệt là xe này dòng của nữ. Thì thường thường á hai số đầu tới thì là số 2 và số 3. Thì nếu mà em muốn đi số mặn thì em lùi về số 1. Số 1 xong rồi đẩy cái nữa là số 0. Đẩy lên cái nữa là số 0. Về mo đúng rồi, về 0. Đẩy cái nữa số 2 và số 3. Bây giờ em chạy thử đi. Đây là chị ra. Một phát là nổ thôi. Xe thì xi nhan điện coi đầy đủ hết full. Rồi em lên xe đi. Mở rồi đây. Mở nó có cái đèn này thấy không? Đèn rồi xài luôn. Còn nguyên zin nhá. Đấy. Trên không đề cái này chắc em phải một lùi hai tới nha em nhá, đặt mặn vào nhẹ số chưa, không số có bình thường rồi, lên game mặn lên chút này. Ôi. Rồi lùi về số 1, lùi tới là số 0 và số 2 số 3 nhá. Đặt số chưa, kiểm tra tháng chỉ chạy chậm thôi, ra đầu hẻm vòng lại thì đặt tiếp số 2. Số 3. Bé em đi mất rồi. Xe này anh kiếm ở đâu vậy anh? Thì nói chung thì mình mua bán xe thì mình phải tìm tất cả các nguồn xe ở trên chợ này, hoặc là trên Facebook, Zalo, Chợ Tốt, Facebook, YouTube. Nói chung mua bán xe cũng mấy năm rồi. Mà thì mình kiếm được chiếc này chỉ còn nguyên zin hay quá ta. Xe này nói chung đồ zin cũng khá thôi, nếu mà 100% chắc không có đâu. Ủa thì bây giờ nguyên zin nó chắc là trong viện bảo tàng. Cái này cúp 78 là sản xuất năm 78 không anh? Đúng rồi, năm 78 mà những cái năm mà mình ở trong cái thời kỳ mà gọi là bao cấp á. Dân mình đi xe này rất bền, tiết kiệm xăng. Được không em? Đi khỏe đúng không? Ok đúng không? Ủa, nhìn mặt quái rồi đó. Hết rồi đó. Các bạn rất là quái trong quá trình này đi thử đi. Mình giả số biết chưa em? Giả số là cứ lùi về là tới không. Nha. Ví dụ như những cái dòng tay côn á thì nó là số gãy. Móc. Số gãy không phải số gãy là số móc. Có nghĩa là thế này nè. Ở trong quá trình đi xe côn vậy á, nó có như Exciter hay Winner. Rồi một số dòng như 67 nó có một bộ số là 5 số, 1 tới và 4 lùi hoặc là 3 lùi bộ số 68. Thì xe này là không có số gãy nha, xe này là số nó rõ ràng luôn. Có nghĩa là em lùi về số 0. Em lùi về đầu tiên là số 1. Xong em tới một cái là số 0 nha, số mo. Tới cái nó số 2, số 3. Còn những cái xe chẳng hạn như đời trước á, đời trước của những cái xe mà dòng như là 67 bộ 5 số là 1 tới. Nhưng mà móc một cái có thể là nếu mà em móc nhẹ á thì gọi là số gãy là số 0. Là nửa số á. Còn đây là nếu mà em trả số là rõ ràng về số 0 luôn. Hiểu không?
Hiểu không cameraman? Không hiểu lắm, để tí về nhà coi lại nha. Để mọi người thấy là đại con mã số rồi. Series này. Số máy nha. Có nghĩa là dòng 78 đặc biệt nhá. 78 nè. Rồi dòng 79. Anh nhưng mà cái dòng đam thì tất cả các số của nó là bộ số nó lạ lắm. Có nghĩa là em ngồi á, cái này nó thấp hơn. Nó thấp hơn của em à? Nâng lên được không? Sao nâng lên được em? Được, xe nó vậy rồi nó kết cấu có nghĩa là kết cấu thay đổi. Theo như mình hiểu á, mình hiểu sơ sơ có nghĩa là cái dòng xe này á là dành cho nữ đi thôi. Tại vì trong quá trình đi số 1 thì có thể một số bạn nữ đi với tóc nó cao và số đồ đề ba nó mặn quá, nhiều khi nó sợ là trượt hay là bốc đầu thì người ta chế hai số đầu, hai xe tới là số 2 để lên ga cho nó đầm. Còn nếu mà những ai muốn chở hàng ấy thì họ có thể về số 1 lên cho nó khỏe để người ta kéo hàng cho nó khỏe. Còn những mà ai mà chẳng hạn như là đi một người á, mà đi một người mà không phải chở thì lên số 2, số 3 đi cho nó nhẹ xe. Mình nghĩ như vậy thôi. Còn cái nhà sản xuất nó như thế nào thì phải qua Nhật hỏi ông Honda mới biết được. Hiểu không? Rồi. Rồi, cảm giác thế nào? Giờ đi đưa lấy. Có xe mới. Có xe đi đua này. Giờ lấy về chạy qua hãng đổ độ luôn ghê chứ. Ừ. phải làm luôn chứ. Bây giờ đệm đề còi kia là đủ không? Xi nhan thì đủ hết em. Bật lên lại đủ này. Xi nhan thì đủ, có còi tít 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 nè. Ghê không? Xi nhan thì có nè, bật quay cận cảnh nè, thấy không? Rồi bên này có hết nha. Rồi bây giờ mình nổ máy nè, có đèn pha luôn ha. Đèn pha là phải nổ máy chứ không có thể nào mà quay cửa tay ga được. Đây công tắc đèn đây đó, thấy chưa, có cốt pha đầy đủ cho bạn luôn đó. Dòng sắt thuốc thì nó dễ sử dụng lắm, nó là dòng Honda mà cái thời mà năm, nói chung là trước giải phóng này hoặc là sau những thời mà giải phóng bao cấp á, thì dòng Honda là dòng dễ sửa và độ bền nó rất cao, nên ông Honda khi sản xuất ra cái xe này thì ông hối hận lắm. Tại vì thường thường người Việt Nam mình xài bền quá, ông đâu có thể nào mà ông bán được những xe khác. Nên sau này những cái xe khác ông sản xuất nó kém chất lượng đi chút, để người ta đi người ta có thể người ta mua một xe mới, hoặc là người ta sửa thêm mua đồ của ông. Vậy thôi. Anh giờ chạy ra đường Lê Lợi đâu vậy? Đường Lê Lợi thì nằm ở ngay chỗ ngay năm chuồng chó đi lên một xíu. Đi qua bên công viên đâu phải. Đi qua ngay năm đi đến, gần gần đến chợ Bà Bắp thì có cái đường Nguyễn Tất Sơn gọi phải. Xong rồi Nguyễn Tất Sơn gọi phải xong rồi đi hoa đi thẳng đường Lê Quang Định cũng được. Lê Quang Định á, có muốn đi Lê Quang Định á. Em ơi, em xoay kỹ. Chị Lám để coi lại những cái đồ còn nguyên zin như năm 78 người ta sản xuất đó. Không, cái xe này nó cũng có một số đồ dọn mới rồi. Như cái phục này cái phục mới phải không? Cái phục mới rồi nha. Ok. Cái tai xi nhan này là cái chụp này là chụp zin nè, còn tai đồ mới. Tai đồ mới. Còn đèn sau nè. Đèn hậu là đèn zin, còn zin nguyên này. Ừ. Ốp cốp này. Cốp zin nè, ừ. Nói chung cái dòng xe này là nó mới quá ha. Thì người ta rửa nó phải mới rồi em. Nói chung là đây nè, đồng hồ zin của 78 nhá. 78 luôn nha. Chụp đèn này là chụp zin, còn cái tai này cũng là zin nha. Bạn cứ để ý mấy cái đồ mới là nhìn là biết liền à. Rồi cái này là cùm bên này là zin, công tắc zin luôn. Còn sản xuất 578 đó. Thế nói chung là đi theo xe đó, còn cái cùm này á thì là hàng mới. Do trong quá trình sản xuất họ có thể bị gãy bát hoặc là người ta không còn hoạt động được, người ta thay mới thôi. Đó, nó chỉ thế thôi. Bình xăng 78 thì nó hay nó thon thon như kiểu hộp vật á. Đây bình xăng này là zin luôn đúng không? Đúng rồi, của nó luôn chứ. Còn nếu mà bình xăng mà của 81 nó khác nha, 86 thì nó bầu hơn chút. Cái này là vậy hả? Cái gì? Cái này là bao nhiêu? 78 đó, cúp 78 đó. Ừ. Nói chung là cúp 78 nó có nhiều tên gọi lắm. Họ họ tên có những đời 79 cũng có, Honda Dam cũng có, nhiều loại lắm. Ok. Rồi. Có một vấn đề nữa là mình hướng dẫn cho các bạn nhá. Qua kênh Cóc TV này thì khi mua xe cũng vậy, tất cả các dòng xe nào á thì nó phải chuẩn 4 món. Thứ nhất là cà vẹt. Thứ hai là biển số. Thứ ba là số khung. Số khung của xe. Và thứ tư là số máy. Đó. Đầu tiên á thì các bạn cứ quan trọng với mình á, quan trọng với mình là với bản thân của các bạn là đi mua xe phải chuẩn giấy tờ như vậy nữa. Rồi với thứ hai là các bạn qua phần máy móc. Xe máy móc của xe á nó có bị xì nhớt hay không? Hai là máy nó có kêu gì không? Và thứ ba quan trọng á là trong quá trình đi xe có bị bể số hay không? Đó, chỉ như vậy thôi. Thì cái xe này bạn
bạn kia đã mua và đã test rồi, mọi thứ đều ok hết. Nhưng mà quan trọng nhất ấy, là cái cà vẹt nhá, cái cà vẹt nó phải chuẩn zin nhá. Đây là cà vẹt nè, cà vẹt này là cà vẹt mới nè, cà vẹt xăng. Có những đời xe trước này, trước về trước ấy, thì nó là cà vẹt màu đen hoặc là cà vẹt màu trắng đen. Đó. Nó không hẳn là màu đen, nó màu nâu, chính xác là màu nâu. Thì đây là cà vẹt mới, thì mua xe mà gặp những cà vẹt như vậy thì rất là yên tâm nhá. Cà vẹt này có mọc đỏ, nói chung là cà vẹt mới, thì nói chung cái gì mới là khoái rồi. Để các bạn muốn mua xe dòng đời nào thì hãy gặp anh Nguyễn Đức Phong nha. Rồi. Từ 67. 67. Rồi các dòng Tay Côn, Win, Min, Simpson. Rồi có thể các bạn lên kênh YouTube của mình là Xe Máy An Nhiên các bạn nhá. Hiện tại thì mình có đăng có một số clip con xe trên đó. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Nhớ like và subscribe kênh Cóc Nhà TV nha các bạn nhé. Để mình giới thiệu cho các bạn tìm những dòng xe phù hợp với lại giá tiền và sở thích của mình ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Chốt đơn hàng. Ok. Rồi, mình đầu gặp khó mặt. Xưa ba em có chiếc Cúp 70 nè. Không biết 70 hay 78 giống chiếc Cúp Trang. 70 là Cúp 4 hay 70. À, thì chiếc này nè, Cúp 78 rồi nè. Cái xe này đi khỏe lắm á. Một chiếc xe luôn là thu lại là của một người dân á, họ đang chạy thôi chứ không phải là mua của lái đâu. Lái đông gì em không? Người ta lâu không chạy bán lại hay sao? Chứ mua xe mình nên mua của những người đang xài thì xe nó chất lượng hơn. Đúng rồi. Còn mua lại của những người mà người ta dọn dựng lại thì nói chung là độ bảo đảm nó không được cao 100% đâu. Đúng rồi. Giống như xe của trường này muốn thích bán là người ta mua liền. À đúng rồi. Còn xe trường mà dựng cửa hàng là người ta ngại, người ta không mua. Đúng rồi. Sợ nó bị dựng hoặc là bị gì đó. Đúng rồi.